Rồi bây giờ các cái yếu tố mà ảnh hưởng đến quá trình gắn của oxy với lại hemoglobin á, thì chúng ta xem được có những yếu tố nào. Thì đây thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều yếu tố ha. Bây giờ chúng ta có yếu tố thứ nhất, đó là tương tác giữa hem với hem. Vậy thì tương tác giữa hem nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ở đây chúng ta để ý nè, là bốn cái phân tử hemoglobin ban đầu á, là nó khi khi mà nó chưa gắn với oxy thì nó sẽ có ái lực với oxy là giống nhau. Nó có ái lực với oxy là giống nhau đó. Vậy thì nhưng khi nó có ái lực giống nhau như vậy thì chỉ có một cái phân tử oxy được gắn vào hem thôi. Vậy thì chúng ta có bốn cái thì chỉ có một oxy sẽ gắn vào một cái hem nào đó, đúng không? Vậy thì còn lại ba cái còn lại thì chưa gắn. Vậy thì khi mà một cái hem được gắn với oxy thì chính cái hem được gắn với oxy này sẽ tương tác với những cái hem mà chưa được gắn với oxy, làm cho ái lực của các hem chưa được gắn với oxy tăng ái lực lên so với oxy nhiều lần. Ví dụ một cái gắn thì nó tăng cái áp lực oxy của ba cái kia, đối với áp lực oxy là lên gấp đôi. Rồi khi mà ba cái còn lại chưa gắn oxy có áp lực với oxy là lên gấp đôi thì oxy một phân tử oxy sẽ gắn vào một cái tiếp theo đó. Vậy thì còn lại hai cái. Vậy thì khi mà hai cái được gắn vào thì hai cái này nó tương tác với các cái hem mà chưa được gắn đó, làm cho cái áp lực của nó tăng lên gấp 8 lần. Vậy thì chúng ta thấy khi nó tăng lên 8 lần thì oxy sẽ được hút vào đó. Vậy thì nó chỉ còn lại có một cái thôi. Vậy thì khi ba cái mà được gắn với oxy thì nó sẽ có cái áp lực tương tác với cái chưa được gắn với oxy, nó làm cho cái áp lực của hem mà chưa được gắn đó với oxy lên gấp 16 lần. Vậy thì khi nó tương gắn với gấp 16 lần như vậy thì nó làm cho oxy gắn vào là cái thứ tư được gắn vào. Vậy thì chúng ta thấy rằng chính nhờ cái sự tương tác giữa các hem với nhau mà nó giúp cho các phân tử oxy được gắn vào đầy đủ vào trong cấu trúc hem rất là nhanh đó. Người ta gọi đó là tương tác giữa hem với hem. Rồi tiếp theo là phụ thuộc vào cái yếu tố thứ hai, đó là phân áp của oxy. Phân áp oxy thì ở đây chúng ta thấy rằng là tức là cái phân áp được tạo ra bởi cái nồng độ của oxy á, thì chúng ta biết rằng là nồng độ oxy ở trong phổi chúng ta là nồng độ rất là cao, nên vì thế nó làm cho cái phân áp oxy cao. Và chính cái phân áp oxy cao đó nên vì thế nó làm cho các cái oxy nó đi vào trong phổi và nó gắn dễ dàng vào trong cái cấu trúc của hemoglobin đó. Nhưng ở mô của chúng ta thì phân áp oxy nó thấp, tức là nghĩa là nồng độ oxy nó thấp, nên vì thế cái áp lực của oxy với lại hemoglobin như này nó giảm, và khi nó giảm thì làm cho hemoglobin dễ bị nhã, dễ bị tách cái oxy ra khỏi hemoglobin và giải phóng vào trong các mô đó. Thì đó người ta gọi là áp lực của phân áp của oxy phụ thuộc dẫn đến nó ảnh hưởng đến quá trình gắn của oxy và hemoglobin ha. Rồi cái yếu tố thứ tư đó là sự thay đổi của pH và ion bo. Thì ở đây chúng ta lưu ý rằng là sự thay đổi của pH và ion bo là nghĩa như thế nào, tức là cái hiệu ứng này á, hiệu ứng bo này nghĩa là như này, nghĩa là cái hiệu ứng nó ảnh hưởng giữa cái pH trong máu và phân áp CO2 ở tại vị trí đó. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý nè, thì nãy tôi có nói phân áp là nó phụ thuộc vào nồng độ cao thấp, phân áp cao thì do cái nồng độ nó cao, phân áp thấp thì do nồng độ nó thấp, đúng không? Thì mình để ý nè, CO2 ở các mô chúng ta cao, vậy thì cái phân áp CO2 ở các mô chúng ta như nào? Cao. Nồng độ CO2 ở phổi chúng ta thấp, vậy thì phân áp ở phổi chúng ta như nào? Thấp. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi phân áp CO2 nó cao thì nó sẽ được nó giải phóng vào trong tế bào hồng cầu và nó làm cho máu chúng ta, pH chúng ta, máu chúng ta giảm xuống đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy một nguyên tắc như sau: phân áp CO2 ở các mô chúng ta cao nên vì thế pH trong máu chúng ta giảm. Vậy thì khi pH máu chúng ta giảm thì nó sẽ làm cái khả năng kết hợp với oxy chúng ta như nào giảm, tức là ở tại đó oxy nó như nào dễ dàng bị tách ra khỏi hemoglobin và giải phóng vào trong các mô, đúng không? Nhưng khi nó đi về phổi thì sao? Phổi chúng ta thì phân áp CO2 thấp nên vì thế pH trong máu chúng ta sẽ tăng, và khi pH trong máu chúng ta sẽ tăng thì sao? Thì nó sẽ làm cho oxy dễ dàng gắn vào hemoglobin hơn đó, tức là cái áp lực của hemoglobin với oxy nào cao hơn đó, nên mới dễ dàng gắn vào, hút vào đó. Thì xíu nữa cái này chúng ta sẽ giải thích rõ hơn à. Rồi thì đây chúng ta có, đây là cái phân áp oxy và trạng thái nãy chúng ta cũng nói tương tự giống nhau ha. Rồi một cái yếu tố thứ tư đó là gì? Chất điều hòa 23 bifosphorylserat. Cái chất này hôm trước ở trong cái chương chuyển hóa chương thứ tư á, Lucid chúng ta cũng đã đề cập đến, đúng không?
Rồi đây là một cái chất được tạo ra trong con đường đường phân của tế bào hồng cầu, người ta gọi là con đường đường phân 23 bifosphoglycerat. Thì tôi có nói các bạn đó là gì, cái con đường này nó có một cái vai trò quan trọng, đó là tạo ra cái chất có tên là 23 bifosphoglycerat, đúng không? Để làm gì? Để có một cái vai trò là nó là một cái chất điều hòa để làm giải phóng oxy ra khỏi tế bào mô để giải phóng vào máu đó. Thì đây chúng ta thấy này, cái chất 23 bifosphoglycerat nó là một cái chất trung gian của con đường đường phân trong tế bào hồng cầu, đúng không? Đó. Và cái vai trò của nó đó là gì? Nó có khả năng kết hợp với lại hemoglobin và nó làm giúp cho quá trình giải phóng oxy ở các tổ chức mô rất dễ dàng. Đó. Rồi vị trí kết hợp của nó là khe hở giữa hai cái chuỗi beta đó, và trung tâm phân tử của đệ oxy hemoglobin đó, để nó giúp giải phóng ha. Đó. Đó là cái vị trí liên kết của 23 bifosphoglycerat và nó giúp giải phóng oxy rất là nhanh. Đó. Nó làm cho áp lực oxy giảm với lại hemoglobin giảm. Đó. Rồi vậy thì đó là bốn yếu tố mà ảnh hưởng đến quá trình gắn của oxy với lại hemoglobin. Đây cái tính chất tiếp theo thứ hai đó là kết hợp với CO2 carbon dioxide. Thì ra chúng ta có nó có hai cách kết hợp. Kết hợp thứ nhất là kết hợp trực tiếp và cách kết hợp thứ hai là kết hợp gián tiếp. Vậy thì kết hợp trực tiếp là kết hợp như thế nào? Thì ra chúng ta thấy rằng là cái CO2 này nó sẽ kết hợp trực tiếp vào đầu amin của chuỗi lobin. Và khi nó liên kết vào đầu amin của chuỗi lobin như vậy thì ở đây chúng ta có bốn chuỗi lobin thì nó sẽ gắn bốn phân tử CO2 vào, đúng không? Và khi nó gắn cái CO2 vào thì nó sẽ trở thành là carbamino hemoglobin. Đó. Yeah. Chúng ta thấy đây là vị trí 4 của cái đầu amin của bốn chuỗi lobin trong cấu trúc của hemoglobin. Đó. Vậy thì khi nó gắn với bốn phân tử CO2 thì nó sẽ tạo ra cấu trúc là carbamino hemoglobin và vận chuyển oxy từ mô đi về phổi và tách ra và giải phóng ra khỏi không khí. Yeah. Đó. Rồi. Thì bây giờ về cái khả năng gắn thì đây chúng ta thấy là phân áp CO2 ở các mô chúng ta nó cao. Nên vì thế nó sẽ dễ dàng gắn vào, đúng không? Còn ở phổi chúng ta thì phân áp CO2 nó thấp nên dễ dàng bị tách ra, đào thải ra khỏi. Rồi, tiếp theo là về kết hợp gián tiếp. Kết hợp gián tiếp thì ở đây chúng ta thấy rằng là CO2 nó sẽ kết hợp một phương cách gián tiếp. Thì giờ chúng ta sẽ xem vào cái cách gián tiếp của nó như thế nào. Thì cái quá trình kết hợp gián tiếp này nó cũng sẽ, nãy chúng ta có nói về hiệu ứng Bohr đó, thì tôi sẽ giải thích rõ cho các bạn ha. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta thấy nè, trước hết tôi sẽ giải thích các tế bào hồng cầu ở các ở mô trước, sau đó tôi sẽ nói về tế bào hồng cầu ở phổi sau. Thì bây giờ ở đây chúng ta có, đây là cái hình A này, là tế bào hồng cầu ở mô, tức là tế bào hồng cầu nó như thế này nè. Đó. Nhưng mà giờ người ta cắt làm đôi đi. Đó, để người ta mô tả nó dễ. Thì bây giờ đây chúng ta có này, phân áp CO2 ở các mô chúng ta như nào? Cao. Phân áp oxy ở các mô chúng ta như nào? Thấp. Rồi, pH ở trong máu chúng ta ở các mô nào? Giảm, đúng chưa? Đó. Vậy thì bây giờ mình để ý mình thấy ở đây này, CO2 ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là phân áp CO2 nó cao nên vì thế nó dễ dàng được phóng thích vào trong tế bào hồng cầu. Vậy thì khi nó đi vào tế bào hồng cầu thì nó sẽ kết hợp với nước để dưới sự xúc tác của enzyme có tên là carbonic anhydra thì nó sẽ tạo thành H2CO3. Rồi, H2CO3 thì như thế nào? Vậy thì H2CO3 thì ở đây chúng ta thấy pH và máu chúng ta nó giảm nên vì thế cái H2CO3 nó sẽ phân ly thành H cộng và HCO3 trừ giảm, thì nó là khi đó thì HCO3 trừ nó sẽ đi ra thì nó đóng vai trò đó là những cái chất có tính gì, tính khử, để làm gì, để làm tăng cái pH máu chúng ta lại, tức là nó giúp ổn định pH máu chúng ta đó, nó đóng vai trò là một chất có tính kiềm đó. Rồi H cộng này khi được phóng thích thì nó gắn vào hemoglobin và khi nó gắn vào hemoglobin thì oxy sẽ bị phóng thích ra khỏi tế bào hồng cầu, điều đó cũng nguyên tắc như vậy. Rồi bây giờ khi mà H2CO3 trừ này nó đi vào trong máu thì nó theo máu đi về tĩnh mạch, đi thẳng về phổi. Thì khi đi về phổi thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Khi đi về phổi thì oxy chúng ta như nào? Nằm phân áp oxy tăng cao, pH ở đây như nào? Tăng. Vậy thì tăng thì cái H2CO3 trừ như nào? Nó đi ngược trở vào. Đó, oxy phân áp cao sẽ gắn vào hemoglobin. Vậy thì khi nó ngược trở vào và đồng thời khi oxy mà phân áp cao như vậy nó gắn lên hemoglobin thì cái H cộng này nào? Nó bị phóng thích ra. Vậy thì khi phóng thích ra thì nó kết hợp với HCO3 trừ, nó sẽ tạo thành H2CO3. H2CO3 này sẽ tách ra thành H2O và CO2 bởi enzyme carbonic anhydra. Thì CO2 này nó sẽ phóng thích ra khỏi tế bào hồng cầu, đi vào phổi và đi ra ngoài không khí.
đúng không? Đó, vậy thì chúng ta thấy là đó là nguyên tắc nó như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái HCO3 trừ này nó đi ra khỏi tế bào hồng cầu, đóng vai trò là chất kiềm khi pH trong máu ta giảm. HCO3 trừ đi trở vào khi pH chúng ta tăng. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái HCO3 trừ này nó đóng vai trò như là một cái chất gì? Chất ổn định pH trong máu và dịch cơ thể. Nên vì thế cái HCO3 trừ này là chính là gì? Chính là hệ đệm đó. Nó là hệ đệm đó. Đúng không? Nó vừa có thể thể hiện tính chất axit, vừa thể hiện tính chất bazơ. Đó. Rồi. Và cái pH trong máu và dịch cơ thể chúng ta ổn định, nó nhờ vào gì? Nhờ vào khả năng hô hấp tạo CO2 và oxy của chúng ta. Nên vì thế, nếu mà cái quá trình hô hấp chúng ta kém hoặc là quá trình chúng ta không tốt thì cái pH ở trong máu ta sẽ không ổn định. Đó. Vậy thì cái khi mà chúng ta xét nghiệm máu mà chúng ta đính đến cái pH thì chúng ta phải hiểu rằng là pH trong máu chúng ta sẽ cho chúng ta biết về cái khả năng hô hấp của chúng ta như thế nào. Đó. Được chưa? Thì đó là nguyên tắc này như vậy.